tép số vậy đó, nhóc bóc đầu mà bóc nít bóc tà la cho tụi lưa hồng me cho anh em hiểu chưa? Bây giờ thử cái nó chạy luôn luôn. Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Cái video trước đó các bạn, mình giới thiệu với các bạn là cái mình gã máy nè, hộp số nè các bạn. Mấy ông hỏi mình là gã hộp số xong rồi có gáp lại được chưa. Nói chung là cái đó mình chưa có chứng minh với các bạn, nhưng mà mình cũng không có rảnh thời gian đâu các bạn. Tại vì công việc chuyên môn của mình là mình làm máy số đồ tối ngày vậy đó, đúng không? Còn bữa nay mình chia sẻ với các bạn là bạn sẽ tiết kiệm được một mớ tiền khi mà xem cái video này nha, và bạn sẽ tiết kiệm được một số thời gian khi sử dụng máy cài. Trước mắt các bạn đây là một cái Xiaomi trong cái con rùa máy cài 2002 nha các bạn. Đó. Để mình lấy cái bê tông nè. Chứ tại đây nè. Đó. Thì đây là một cái bê tông. Một cái Xiaomi nó bỏ vô để trong con rùa là nó sẽ chạy bên cái dàn xới này của các bạn nè. Kiểm tra nó xong á thì mình tháo ra, mình cũng có mua mấy cọng xin mình thay luôn nha các bạn. Đó. Xin này của nó. Thì thay vô thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà sẽ có rất nhiều anh em là không biết một cái vấn đề này. Tức là nếu như các bạn thay vô nữa thì các bạn chạy một hoặc hai vụ hoặc là vài ngày các bạn sẽ bị đứt cọng xin và mòn tuột bên nữa. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là các bạn rút ra, các bạn phải lấy, đây là mình có cái bàn tay ba ngón mình mua trên mạng nè, có cục đá sấy, mình sẽ đút vô đây, mình sấy cho láng lại rồi mình mới gáp vô mình chạy được nha các bạn. Tại vì khi các bạn đậu lâu á, nó sẽ có một cái khoảng không, nó làm cho cái oxy hóa cái Xiaomi của các bạn. Thì cái bê tông đẩy tới để lôi nó sẽ làm cho mòn cái cọng xin của các bạn rất là nhanh đó, cho nên chúng ta phải làm cho nó láng lại các bạn, để mình đút vô đây, đút vô cái này nè, mình sẽ sấy các bạn đó, nghe thấy chưa, đây đúng dầu vô chút xíu. Thấy chưa? Thì mình chưa tháo cái cọng dây này ra nè, nó bung để cho nó bơ vòng vòng vòng, để cho nó bung đá. Có cục đá này giống như là cục đá sấy của cái động cơ vậy đó các bạn. Nhưng mà mình sẽ rút ra cho các bạn xem ha, nó rất là láng nha. Chung là có thiết bị này thì mình làm nó ok hơn. Đó, các bạn làm bằng đá xong rồi các bạn để với nhám vô nha, các bạn chà cho nó mịn lên cái, vì mình nó láng nó mới không mòn cái cọng xin nha các bạn. Lấy ra mình kiểm tra. Đó. Các bạn bỏ vô cái bê tông vô thử vậy nè, nó chạy cái ụt xuống vậy đó rồi mới được nha. Đó. Đó. Rồi ok rồi. Rồi các bạn, bây giờ mình gò xong cái này, bắt đầu mình sẽ bỏ cái cọng xin vô các bạn. Cái cách bỏ xin của mình á là như thế này nè, cái đầu hẫm á các bạn cho cái miếng này nằm ở phía sau nha. Đó. Rồi các bạn lặn cái cọng xin vô, các bạn
làm từng bước mới được nha. Đó, từng bước tỉ mỉ chút xíu. Mà các bạn lựa con chiên á, các bạn nhớ là nó không được quá mập. Mập quá thì các bạn khó bỏ vô trong kia lắm. Còn thứ hai á, mập quá thì bỏ vô không được. Mà các bạn lựa con chiên mà thấp quá thì nó cũng sẽ không giữ nhớt của các bạn nữa nha. Nó cũng không hiệu quả luôn. Cho nên các bạn gờ vô làm sao mà thấy cái lằn này nó hơi cộm một chút thôi, vừa nhô lên là được, ok nha. Rồi, anh em thì xiết xong vậy đó nha, là bắt đầu mình lắp vô đầy đủ hết bao luôn á anh em. Rồi giờ mình cái bình này nó không cầm anh em ơi, mình thay cái bình khác luôn nha. Hôm nay mình xài bình GS nha anh em. GS là bình, nói chung là cái bình cũng xịn lắm, xài cũng ok. Anh em phải coi cho kỹ là cái cọc cộng bên nào trừ bên nào nha, để không thôi gáp lộn cái là đấm đuối luôn á nha. Gấp lộn đó là xe anh em chạy ngược không á. Nó chơi chứ gấp lộn cũng được anh em. Bây giờ mình đầy đặn mình quay cho anh em xem thôi. Rồi, đây nè. Bây giờ mình sẽ đề máy lên để thử cái dàn ben nha anh em, đồng thời thử luôn cái máy luôn nha. Làm xong hết rồi anh em, bây giờ là mình khóa dàn ben lại. Rồi mình ngồi nói sàm sàm vậy đó. Anh em làm việc thì anh em khóa dàn ben lại. Khóa lại thì nó không có bị tuột. Anh em làm rất là ok nha. Đó. Nhúng luôn anh em, bây giờ mình đứng lên mình nhúng luôn. Nhúng luôn. Bao anh em là không bao giờ tuột. Đó. Thì tất cả những cái công đoạn đó mình đã làm hết, nó giống như là bảo dưỡng một cái máy để giao đến tay người khách hàng vậy đó. Bây giờ mình sẽ xả xuống để xây cái núm này, xây theo chiều ngược kim đồng hồ xả xuống, rồi mình sẽ để thử một cái nữa cho anh em xem luôn.
Bây giờ mình sẽ chạy thử luôn nha. Đó, mình sẽ gắn cái ghế lên, mình chạy vòng vòng chơi thử cho anh em xem luôn. Để cái ghế cho anh em hiểu chưa? Không, à, giờ.